Rồi, sau đây thầy hướng dẫn cả lớp về kiểm tra đối với sấy răn lạnh. Thì đối với sấy răn lạnh, chúng ta đang có hai loại. Một là sấy bóng thủy tinh, ta được gọi là bóng sấy. Hai là sấy ống nhôm đi kèm với răn lạnh. Thì về phương pháp kiểm tra hai loại sấy này thì tương tự giống nhau. Thì đối với sấy khi hư hỏng, chủ yếu hỏng ở trạng thái đứt dây điện trở tủ lạnh sẽ xảy ra một trong hai hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất, tủ chỉ mình đèn sáng, bờ lốc quạt gió không hoạt động. Hiện tượng thứ hai, tủ hoạt động nhưng kém lạnh dần rồi mất lạnh. Nếu chúng ta tháo tấm xốp chắn phía trước của bề mặt dàn, quan sát vào bề mặt dàn sẽ xảy ra hiện tượng bó đá. Để kiểm tra thì các em sẽ dùng cái đồng hồ vạn năng để thang đo x 10 ôm. Trước khi đo, chúng ta cũng chập hai que đo, chỉnh kim đồng hồ về vị trí 0. Sau đó đo. Đo vào hai đầu của bóng sấy. Đo vào hai đầu của bóng sấy. Nếu có giá trị điện trở, nếu có giá trị điện trở thì ta kết luận là bóng sấy tốt. Thì giá trị điện trở của chúng ta thì đang có giá trị điện trở từ 300 cho đến 500 ôm. Thì ở đây của thầy đang là 380 ôm. Thì các em quan sát vào đây thì thầy cũng đã có một số bóng sấy. Thì bóng sấy nếu nguyên bản trong nhà sản xuất đều có một máng che. Máng nhôm che bên trên và bên dưới có nhiệm vụ bảo vệ và tránh khi bóng sấy làm việc thì tuyết sẽ tan, nước sẽ chảy vào bóng sấy gây ra hiện tượng giãn nở đột ngột gây nổ bóng sấy. Và nổ bóng sấy thì mất lớp bảo vệ gây ra hiện tượng giò điện ra vỏ. Chính vì vậy, khi các em thay thế đối với bóng sấy thì đối với trường hợp là chúng ta phải thay đúng hình dạng kích thước, đúng công suất, điện áp sử dụng. Thì khi thay thế các em cần kiểm tra cho thầy là máng che bảo vệ có được phẳng hay không. Còn nếu bị cong vênh sẽ gây ra hiện tượng rất hay hỏng bóng sấy. Trường hợp là nổ bóng sấy. Thì bây giờ các em sẽ tiến hành kiểm tra bóng sấy cho thầy. Rồi xin mời cả lớp các bạn sẽ kiểm tra.